cái chấn pi sa pa na môn dương ban sẽ tôn chỉ mùi nâng ca lô để ta cho nông để ta grip nè đại miên chỉ nuôn và phần nắng chấn sa pa na nó dương nâng bị cho user may nè từ ao ấy system mùi nè chấn nằm bay bị cho user may ban nè thì mùi dương từ tại miên model nè chương model dương dương miên đuổi hỏi chấn dương mau controller dương có ban và ca đuổi đá chấn con là dương và ca controller mùi chúng ta vừa ca insert chấn nhông comment đã nói insert data tận cơm than nên ông ấy từ với đồ khởi đặt và nâng cho bạc và nâng thấy public vote insert data nè insert data chấn nhông ta say ol oracle command cmd smart new oracle com anh đang dạy cái oracle command gì vậy kì chỉ object mũi để dương phá xin rắp một cái không mà tìm đi dot ấy kì dương thư ca connection mà dương on call connection dương on ai chọc từ căn đại trạng bán bán tì nè chân nhóm dot connection smart con ok chân con nè bán mau bị nè con này bạn nói gì nè và con đăng ký connection con tay mà mới phải bị lơ dương nè xuống thay dương miên pointer khoa connection này qua đây đấy và tay dương xuống thay dương miên pointer khoa model này miền đấy miền chất xuống thay model nè miên pointer can connection này đấy đấy vậy này cứ đi inheritance vậy connection bỏ hàm ai model model bỏ cho ai controller toán nè đây ta đại miên ta mà dễ mô model chẳng và ta bây giờ miên connection hỏi dân chạp ở đâu cmd dot command take smile ok smile ok cứ mua procedure rồi bao giờ nè chẳng mua procedure bao giờ cứ insert user chấn dương đặt máu insert user tail cmd dot command type smart command type dot store procedure chia ok khá bậc phép thích đến vị chia bậc phép store procedure còn và tao máu nhóm là gì cmd dot parameter dot add này này parameter này parameter cứ sp user nè cứ sp username biết oracle db type oracle db type dot nick cái này cứ chia data type robot oracle chẳng mấy nhưng đại kế quá cha thủ nè dot value smile cái này ai biết smile chỉ mùi nâng ok property robot model chẳng property robot model này username này kế cứ user name bàn mùi mùi tiệt cmd dot parameter dot add này sp path word đúng sp path word có bé ora call db type dot vacha dot value smart ok path word cfd dot parameter dot add này mùi tiệt anh ấy nhóm chạm như giờ thái ta gót cầm chưa ta hiến cái giờ thái biết ô là kho lý bi thái kì và anh và khá dot value smart này kì user
và tao máu dương miền CMD dot execute nan query dương execute nan query dương execute nấy parameter nấy parameter parameter chẳng ổn nâng nấy store procedure đại miền là ta thay bộ phết nâng đại miền value đại chia bộ phết property được trong model đại miền bộ phết là ta thay để dân bàn tàng viên được trong model bỏ ta mà dễ store procedure đại miền phút ha insert user đại miền shop connection từ căn database này đòi thẳng translate code đó nè và top màu dân thư ai diệt và top bi dân bàn nâng hới dân cho tới cảnh form dân bà đòn được không dù chế được không dù nè dù dù dạ ok chế dân phơi được không bị chỗ mày ok lại bị chỗ mày nè à lại đây khơi nhà kia mình sạc say là hề à sạc say nó là sao mày ọt ọt bàn đấy ọt bàn phơi cả insert phong có cái chỗ này để sai nhóm tay thì ghế nhóm tay tin lấy việc hả mình sẽ bật đọc số ai bị sạc sẽ nơi cái này nè chẳng nhóm chọn phải cho tình này chẳng chọn phải cho tình này nơi cái này nó nhập đặt hàng insert data này insert data cái insert data cho bài gì chạy mò pi control l nè chẳng là bay insert data bán nhóm đặt hàng à lấy dương mà mơ bị lơ thân như miên đại cái nhỉ controller như miên biết tham my user nè my user để chọn vào controller đó chấn như mau gọi insert data như mày tham my user dot ai cái dot ai user name user name gì ấy chị ấy ai anh mình lại chạm đâm wall hoặc khóa này bỏ ra lại nữa như thế này vậy ban mau nè ban mau pi model đấy ban mau pi model phần tay form dớp shop chỉ mui nó controller hai đây tại sao đây model bỏ mọi controller controller bỏ mọi form mình to tiền to kia hãy để mình connection nó cứ mau pi model để mình chọn cái mũi nó connection nè chẳng username mới chia property robot model nè chẳng và tham máu nhóm đặt mã th username dot thì chọn máu my user dot password mà th password dot thì my user dot user hai mà txt oh sorry cb user hai dot ấy kì dược lại ấy mình cứ đặt cursor lên select như lại thế này nè đưa ra dược lại ấy ai khám đưa qua dù lại nè đưa qua thịt ba like ai ai thâm đòi xa tay dương vô trên phí ấy kì nè ai thâm này property nè nơi cái này kìa nơi cái này ai thâm đây miến biệt hai nè rục trốn hai nè phá ra phá đặt màu lờ biết khuyên cái này kì nè object mòn này kì cannot property convert hai object to string thế chứ thường mấy nhà máy convert để bán đó thu string chứ không biết nên bỏ hà và thay này ai thầm nó chơi chia string ở giờ nè vì pro dân insert chỉ ăn vài tháng tới vị trí và thay đấy thay string nè vì mình bên kia vào dù ấy nè mình vào dù number này vào dù ấy ok và top nào và top bây giờ đừng hỏi my user dot cái này cứ dương đừng call hai controller controller với chúng tôi mình controller dial code controller thường làm insert mấy nhá chúng tôi
insert data. Chúng ta đặt insert data. Ok, và insert data. Và tóc bị insert data hay tớp dương miên message box dot so. Cứ biên tớp miên tình này. Về để biết đặt. Chúng ta đặt máu. Tính. Tình hình này. Trời bán. Bánh chôl. Hào ý, nó đây. Bia. Bánh chôl tính này. Tỏ máu. Bia. Message box. Button. Dot. Ok. Bia. Message box. Icon. Dự ra ai. Nhưng ra information mẹ phát ổn phô miền ở kì chúng ta chọn đặt nàn đài đá đá mấy bọc icon vào đấy lục chào đấy mình chỉ đánh cột rồi. Ok bạn nâng vua à xây xây điết dương mình chạy bạch phơi tế đời xa là mấy dương bán phơi tăng phi môn hơi ấy nè chấm dương chập đa start mới bị trôi mới. Ok, phải chốt máy user nhập đạn mũi tiết. Mình ý password mũi bị bấy password mũi lê thường ngách mình tâm tới phí còn mình tâm tới ai phải hai anh bán nhé nhập đạn hai chân nhập đạn bấy lê thường ngách chấm trời chính cố chịu cầm máu nhông rơi cái và phê chỉ nẹ cổ cổ nói nhầm cho cái bàn chầu tin lấy tới bán bàn chầu bàn chầu tin là lấy lấy icon information ừ. Hai đây ở thế vậy mình lại đang đường á bà đòi ta tới dương ở con ai về refresh ai về refresh này ta grid chẳng dân hai cái mà ví dụ DG to user nè đặt behind data grid này máu ở bên load hay we refresh bụp này data grid này chẳng đặt về we refresh chẳng cứ viên đăng bán user nữ nữ không nữ giờ lấy những add may mà đoàn biết lấy những đặt biệt ha user password mùi bị bay đấy cứ password bị chăm ta câu lưu rồi nè nhằm phát thân nẹ phá phá hay nhằm bị châu tình này ok nè nè phá phá okay. Chẳng nhóm phải chạy mùi tiết nè nên thật dân thiết cho án sẽ code là cho copy bị internet đó nè tay anh tay click cái lại nè nè click cái lại nè nếu không internet ở miền ds.play vì luôn là không internet search how view data from the device to data grid tay ở miền phải chạy how play the from to data grid hay after insert đi đấy là kiện giá cứ khi với sơ dần chắc đi ai đó đi bên đây thằng vậy pe na để dương ot pra là đi ai đó clear nữa nhé pe để dương phải cho tin này mày phải cho tin này mấy á viết đơn trình lịch muối mà phay phí viết đơn trình mà phay bay đấy tái viết bay gì trình muối mà phay phí lịch muối mà phay phí tớp mà phay bay nó cứ cùng pal tài tài nơi không nè vì ở reload á tại đập phê thì bắt form mở quên tôi bị chơi lịch muối mà phay bầy đó đấy tại đập phê đã đi x not clear vì đừng chơi lịch muối mà phay phí mà phay bầy mình thao bị clear à đẹp tay không phải nói tôi bị reload đoàn chuyện ở gì toán lại nè